Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh SaleNet. Thì trong khoảng thời gian vừa qua, mình vừa được trải nghiệm một em đồng hồ tên là Xiaomi Watch S1 Pro. Hiện tại mình không có em máy đó ở đây. Cơ mà các bạn nhìn cổ tay của mình thì các bạn có thể thấy được rằng mình đang có một vệt trắng, có nghĩa rằng mình đã dùng em đồng hồ này trong một khoảng thời gian khá là dài, đủ để làm một bài đánh giá chi tiết dành cho các bạn. Thì với trải nghiệm của mình, em đồng hồ này có một thiết kế đã xứng đáng với mức giá 3 triệu rồi, cộng thêm những tính năng thông minh của nó nữa thì 6 triệu không phải là một mức giá quá cao. Còn bây giờ hãy cùng mình vào video để tìm hiểu nhé. Bây giờ hãy cùng đi thẳng vào thiết kế của em đồng hồ này. Thì em đồng hồ này được trang bị hai mặt kính sapphire cộng với khung viền kim loại siêu chắc chắn. Nói về mặt kính sapphire thì mặt ở phía trên giúp các bạn chống chạy xước nè, va đập gần như chưa bao giờ mình thấy vết xước nào trên em Xiaomi Watch S1 Pro này cả. Còn mặt phía dưới thì lúc nào cũng áp sát vào da mình, do đó thì việc chạy xước cũng gần như là không thể xảy ra. Có một điểm đặc biệt trên em Xiaomi Watch S1 Pro này khi mình mới vừa được cầm vào, đó chính là em đồng hồ này cũng có một núm Digital Round. Từ đó mình có thể dễ dàng theo dõi thông tin chỉ bằng việc vuốt cái núm đó. Các bạn có thể dễ dàng bao quát một ngày thông tin một ngày. Hoặc rằng các bạn đi tập luyện thể dục thể thao nè, thì các bạn thay vì phải vuốt lên màn hình, nó chiếm diện tích không thấy rõ được thông tin, thì bây giờ các bạn cứ vuốt cái núm Digital Round đó là chọn được môn luyện tập mà các bạn yêu thích. Tóm lại về mặt thiết kế em Xiaomi S1 Pro này thì mình không có điểm gì phải chê cả, gần như nó khá là hoàn hảo trong tầm giá 6 triệu đồng. Mình cá chắc rằng nhiều bạn mà có dịp được cầm em máy này trên tay trực tiếp thì các bạn còn nghĩ rằng em đồng hồ này có mức giá cao hơn thế rất là nhiều. Đến với cảm giác đeo thì đây cũng là một điểm mình khá ấn tượng với em Xiaomi Watch S1 Pro này. Khi kích thước đồng hồ nó lên đến 46mm là một kích thước khá là lớn so với tay mình. Thì trước đây mình cũng có dùng một vài em đồng hồ khác cũng có chung kích thước này, thì cân nặng nó thường rất là nặng hơn nên là đeo khá là cồng kềnh. Tuy nhiên với em Xiaomi Watch S1 Pro này mình đeo rất là nhẹ nhàng luôn, cũng như là việc nó được trang bị một quả dây cao su rất là chất lượng. Không có như những đồng hồ giá rẻ khác các bạn đeo hay bị mẩn đỏ nè, bị ngứa, thì em Xiaomi Watch S1 Pro này hiện tượng đó không xảy ra. Di chuyển đến phần màn hình trên Xiaomi Watch S1 Pro này thì nó được trang bị màn hình kích thước là 1.47 inch cũng như viền màn hình khá là mỏng. Nói chung năm 2023 rồi, viền màn hình mà còn dày nữa thì cũng hơi chê. Và nhờ có viền màn hình mỏng như vậy, nếu bạn dễ dàng theo dõi được nhiều thông tin hơn. Nói chung là mình thấy đây là một điểm cộng dành cho Xiaomi Watch S1 Pro. Đi về thông số chi tiết của màn hình thì em đồng hồ này được trang bị tấm nền là AMOLED cùng độ sáng tối đa là 600 nits và độ phân giải là 480x480. Nói chung mình sử dụng em đồng hồ này chưa bao giờ thấy rỗ cả, cũng như độ sáng 600 nits là quá dư dùng trong điều kiện bình thường, kể cả trời nắng gắt. Do đó mình chưa bao giờ phải lấy chai che lại để xem giờ hoặc là xem thông báo cả. Vì vậy các bạn cứ dùng em đồng hồ này thoải mái như bình thường thôi. Đến với phần hệ điều hành thì em đồng hồ Xiaomi Watch S1 Pro này được trang bị hệ điều hành là MIUI Watch rất là mượt mà, gần như không có hiện tượng giật lag nào cả. Bạn nào đang dùng những em đồng hồ giá rẻ, xài nó giật lag lag là vài ngày đã bạn vứt ngay. Do đó, việc được trang bị một hệ điều hành mượt mà như vậy, mình đánh giá đây là một điểm cộng rất là cao đến từ nhà Xiaomi. Hơn nữa, trong hệ điều hành MIUI Watch trên chiếc đồng hồ này, các bạn hay dễ dàng kết nối với các thiết bị thông minh trong nhà như là đèn, máy lạnh, TV để các bạn hay dễ dàng điều khiển trong hệ thống ecosystem của Xiaomi. Đến phần quan trọng nhất chính là phần cảm biến trên em Xiaomi Watch S1 Pro đây. Thì mình có sử dụng một khoảng thời gian và so sánh với những em đồng hồ cao cấp hơn thì thông số đưa ra gần như là xem nhau. Do đó có thể dễ dàng tin tưởng cảm biến này trên Xiaomi Watch S1 Pro. Tuy nhiên có một điểm mà chỉ có em Xiaomi Watch S1 này được có trong cảm biến của nó chính là cảm biến đo nhiệt độ trên da. Từ đó có thể dễ dàng theo dõi được bản thân mình có đang bị sốt hay bị cảm so với nhiệt độ môi trường hay không. Mình thấy đây là một tính năng add thêm rất là thú vị và cũng hay ho và hữu ích dành cho người tiêu dùng. Về chế độ luyện tập cho em Xiaomi Watch S1 Pro này thì các bạn hay dễ dàng có hơn 100 chế độ luyện tập cho các bạn lựa chọn. Với bản thân mình thì mình chỉ thường đi bơi nè, đi chạy, đạp xe hoặc đi gym là chọn khoảng 4-5 chế độ là cùng. Nên là các bạn nào mà tập những môn thể dục thể thao hiếm có thì mình nghĩ 100 chế độ này có thể cover hết, bao gồm hết trong đó. Các bạn không phải quá lo lắng về vấn đề này. Và cuối cùng là về thời gian sử dụng của em Xiaomi Watch S1 Pro này. Theo công bố nhà sản xuất là 2 tuần và mình cũng hơi nghi ngờ một xíu. Do đó mình có test với bản thân mình thì mình dùng hơn 1 tuần vẫn còn tới 30-40% pin. Do đó việc 2 tuần là một điều rất là khả thi. Còn bạn nào mà dùng hardcore mình như là đi phượt cái thứ không bao giờ sạc lại luôn thì mình nghĩ các bạn cũng không phải quá lo lắng. Cho em Xiaomi Watch S1 Pro này cũng được trang bị sạc nhanh, 80 phút là đầy viên pin của em đồng hồ này. Do đó bạn dễ dàng xài tiếp nửa tháng nữa mà không phải lo sạc lại. Bạn nào mà đang hứng thú với chiếc đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Pro thì khi đặt sớm từ ngày 28 tháng 2, các bạn chắc chắn sẽ nhận được ngay một tai nghe không dây Xiaomi Buds 3T Pro với trị giá là hơn 3,5 triệu, gần như là bằng 50% giá trị đồng hồ rồi. Do đó, nếu các bạn hứng thú, nhớ click ngay vào đường link ở phía bên dưới nhé. Và đó là kết thúc bài đánh giá chi tiết của mình về em đồng hồ Xiaomi Watch S1 Pro này. Không biết các bạn hứng thú với điểm mạnh nào nhất cho em đồng hồ này, hãy cùng comment phía bên dưới mình biết với nhé. Và các bạn cũng comment xem em đồng hồ này có xứng đáng với mức giá là 6 triệu đồng không. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.
Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh Xem Vài Nét nhé. Bye bye.